hình ảnh quen thuộc của một chiếc xe AB 125. Xe AB này là đời năm 2016. Tình trạng của xe là đã sử dụng được 11.000 km rồi. Xe thì đã sử dụng được hơn 11.000 km. Chưa đi bảo dưỡng định kỳ bao giờ. Tình trạng của xe đang gặp phải là bị rung ga đầu. Khi di chuyển xe kéo ga từ 10 đến 230 cây số thì rung giật ga đầu rất mạnh. Côn của xe thì đóng vai trò rất quan trọng để quyết định cho một chiếc xe đi êm nhẹ khuya hay không. Nhưng tình trạng của xe các bạn đang sử dụng ít bảo trì côn đúng theo với định kỳ. Thì quá trình côn của xe làm việc nhiều sẽ bám bụi bám bẩn, cho nên côn làm việc không hiệu quả. Xe sẽ sinh ra tình trạng là bị rung giật ga đầu, nhất là cái tầm ga từ 10 đến 230 cây số. Vậy hôm nay thì mình nhận bảo trì bảo dưỡng côn trên cái dòng xe AB 125 này. Thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em và các bạn. Nếu bạn nào mà đang sử dụng tất cả dòng xe tay ga nói chung, rồi là cái dòng xe của AB 125 hôm nay mình làm video nói riêng, tình trạng xe các bạn gặp phải mà rung giật ga đầu, cái phân khúc từ 10, 20, 30 cây số, thì các bạn cần phải đem xe tới HEC hoặc tới tiệm sửa chữa xe máy uy tín gần nhất để kiểm tra và bảo trì bảo dưỡng côn theo đúng với định kỳ để khắc phục cái tình trạng mà bị rung giật ga đầu các bạn nhé. Và video của hôm nay thì mình cũng muốn gửi đến cho anh em và các bạn đang học nghề hay các bạn mới vào nghề, biết được cái nguyên nhân và chi tiết từ cách tháo và lắp côn trên cái dòng xe AB này để tiện cho các bạn tham khảo và áp dụng. Đầu tiên thì các bạn cần phải tháo mở toàn bộ ốc ở trên lốc côn. Xe mà gặp tình trạng rung giật ga đầu phân khúc từ 10, 20, 30 cây số thì chủ yếu là bên phần côn sẽ gây ra cái tình trạng cho xe bị rung giật ga đầu, nhất là cái phân khúc từ 10, 20, 30 cây số. Khi các bạn đã tháo mở được toàn bộ ốc ở trên lốc côn thì các bạn sẽ lấy búa cao su, các bạn gõ và đánh thức lốc côn. Các bạn sẽ lấy lốc côn ra bên ngoài. Các bạn sẽ tiến hành các bạn tháo mở từ côn trước đến côn sau. Quá trình côn vận hành và làm việc trong thời gian dài thì côn sẽ sinh ra tình trạng là bám bụi bám bẩn. Khi mà côn bị bám bụi bám bẩn như thế này thì côn làm việc sẽ không hết được công suất. Vậy xe sẽ sinh ra tình trạng là bị rung và giật ga đầu. Đến đây thì các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ từ côn trước đến côn sau. Đồng thời các bạn sẽ kiểm tra đến những bộ bi côn này, rồi là búa ba càng đến dây cu loa của xe nhé. Các bạn sẽ tiến hành kiểm tra từng viên bi côn một, nếu như mà bị mòn hoặc vẹt, các bạn cần tư vấn cho khách để thay thế sang những bộ bi côn mới. Các bạn lưu ý khi vệ sinh côn thì với cái dòng côn sau này bên trong sẽ có bi, thì các bạn chỉ cần sử dụng súng xì hơi để các bạn xịt sạch sẽ là ok. Các bạn không được rửa bằng nước, nước vào bi thì sẽ gây ra tình trạng là bị hư hỏng bi côn.
Còn côn trước thì các bạn sẽ dùng nước hoặc là xăng để các bạn tẩy và rửa sạch sẽ này. Các bạn cần xịt xì sạch sẽ bên trong của cái bọng côn này. Tình trạng nếu như mà chỉ bụi bẩn như này, các bạn chỉ sử dụng súng xì hơi và dĩa lau, các bạn lau khô sạch sẽ. Còn nếu như tình trạng mà bị ngấm dầu, ngấm nhớt thì các bạn cần sử dụng xăng hoặc là xà bông để các bạn rửa sạch sẽ cái bọng côn bên trong này nhé. Khi các bạn đã rửa và vệ sinh sạch sẽ côn trước, các bạn sẽ sử dụng súng xì hơi, các bạn xì thật khô và lau thật sạch. Cái đấy phải 9:30 giờ cho quay lại đi. Cứ đi chơi đi nhá. Mặc chiều gió hay trời chú đang mặn kia nên cả chưa lắp được sao. Mấy cái ông còn nick lên chê chao lung tung. Bây giờ bọn anh đi là được hợp lý thôi. Nhiều lúc nói anh thông cảm. Bọn em mới lớp 8 lớp mấy rồi bọn. Lớp 8 cho mấy. Cái hội xử xia cho cái hội này là thật sự là nhiều lúc cũng không muốn làm. Bởi vì lý do là nó còn liên quan đến phụ huynh. Nên là nhiều lúc ấy là mình làm là mình phải né chứ không là là nhiều cái là phụ huynh người ta không ưng, người ta nói mình chẳng ra cái gì, cũng có kiếm một tiền triệu gì đâu anh. Cái này là cái bi của nó này, bi khi mình ga lên nó văng nha. Văng ra nên ép luôn. Mình ga mà không đều ga là nó cứ văng ra nhiều lần, như là nó khi về ga là nó tuột lại. Nếu như mà ga không đều là nó bị miếu. Mốc 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 nó văng này. Nó vã. Nếu nó mốc thì là nó yếu. Đến bước thì các bạn sẽ lắp ráp chi tiết từ cao su này. Các bạn sẽ kiểm tra ba cao su nhá. Nếu mà bị lỏng thì các bạn sẽ thay thế sang ba cao su mới này. Khi nào mà nó lỏng ra là nó lỏng độ lỏng độ rơi là nó lắc nó kêu anh. Thì phải thay. Còn như xe của các anh thì là cho đó thì các bạn sẽ lắp ráp bi côn. Lắc đi lắc lại. Đấy, khi mà xe mà nó xoay nó lắc tụt xuống là nó sẽ đi cái này vào. Đấy. Nó tụt xuống là nó nằm thế này. Còn rồi. Nếu như mà xe chạy là nó sẽ ra này. Rồi. Anh hiểu chưa? Rồi. Ra như thế này là để nó ép. Trước khi mà lắp ráp từ con trước đến con sau, các bạn sẽ bôi vào trục một ít mỡ bò này. Rồi nói cho là hiểu rồi. Ok, đến bước thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn cách để vào dây cô loa này. Các bạn vòng dây cô loa vào côn nhá. Sau đó các bạn sẽ bóp giữ chặt và xoay cùng kim đồng hồ này. Để các bạn vào dây cô loa nhá. Sau đó thì các bạn tiến hành các bạn sẽ lắp côn sau.
các bạn đang sử dụng tất cả dòng xe tay ga, thì khi các bạn gặp phải tình trạng mà xe mà bị rung giật đầu khi các bạn di chuyển, nhất là cái phân khúc từ 10 cây 20-30 cây số, thì lúc này côn của bạn đã bị bụi bẩn, cần phải kiểm tra và vệ sinh bảo trì bảo dưỡng côn để khắc phục tình trạng mà xe tay ga bị rung và giật đầu. Thì xe đi càng im càng khỏe, như cái này mà nếu mà nó xước thì nó sẽ giật. Lưu ý ốc của côn trước và côn sau các bạn cần kiểm tra và vặn chặt chẽ nhé. Khi đã hoàn tất bước lắp côn trước, côn sau thì các bạn sẽ để cho máy nổ khởi động này. Khi côn của xe đã hoạt động nhẹ nhàng và êm ái rồi thì các bạn sẽ lắp ráp lốc côn. Các bạn sẽ lắp lần lượt hai ốc dài của lốc côn trước này. Cứ bảo dưỡng thì nó tốt thôi. Các bạn sẽ gá hai ốc dài trước này, sau đó các bạn sẽ lần lượt các bạn lắp những cái ốc còn lại của lốc côn. Lưu ý ốc của lốc côn thì các bạn sẽ vặn chặt tay tới tầm thôi nhá, tránh tình trạng các bạn vặn căng tay quá thì nó sẽ bị tuông dần, cũng rất chi là phức tạp. Đúng rồi, khi mà ở đây là chốt nhau. Làm ăn cứ lập thời cái là nó nhanh lên không ạ? Như vậy là video vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn biết được cái nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng mà trên tất cả dòng xe tay ga nói chung, là cái dòng xe của AB125 mình làm video nói riêng, tình trạng của xe là bị rung giật ga đầu. Nguyên nhân là do côn sử dụng lâu ít được bảo trì bảo dưỡng cho nên xe sẽ sinh ra tình trạng là bị rung giật ga đầu. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.